chào mọi người đi con. Giờ này mọi người có cái gì mới không? Kể cho mình đi. Nhưng mà ý là mình cũng không quan tâm lắm á. Dạo này thì mình bị mất cái khả năng kiểm soát suy nghĩ với lại là cái cơ thể của mình, nên là mình có những cái hành động nó rất là không bình thường. Nó có rất nhiều nguyên nhân xảy ra cái điều đáng tiếc như vậy. Nhưng mà cái nguyên nhân chính á, tại vì mình có áp lực cuộc sống á, áp lực tiền bạc nè, áp lực nghề nghiệp nè, áp lực đồng trang lứa các kiểu. Có rất là nhiều áp lực mà mình... Nên là hôm nay mình nhất định phải giải quyết xong cái chuyện này mới được. Mình đã quá mệt mỏi rồi, mình không có muốn sống trong những cái trạng thái mà nó không tích cực á. Hôm nay mình sẽ làm một cái gì đó để thoát khỏi cái tình trạng này. Mà mình thấy trong cái xã hội hiện nay á, thì cũng rất là nhiều người bị cái áp lực cuộc sống. Hầu như là tất cả mọi người luôn á, ai cũng có một cái áp lực riêng cho mình hết trơn á. Nên là cái video này nó rất là hữu ích với mọi người, nên là mọi người hãy cố gắng chia sẻ, hãy truyền tải cái thông điệp tích cực này cho tới những ai mà cần nó. Tại vì bạn không biết được là cái video này nó giá trị như thế nào cho người ta đâu. Tại bây giờ gần đây á, mình làm YouTube nhiều hơn. Nhưng mà khi mà làm YouTube nhiều á, thì mỗi lần đăng video á, thì các bạn sẽ có một cái thống kê chỉ số các kiểu. Thì mình cứ bị chú ý vào cái đó. Nguyên cả ngày mình cứ bị cái động tác là vô trong đó coi thử là bao nhiêu view rồi, bao nhiêu subscribe rồi các kiểu. Nó rất là mệt mỏi. Mình không có cái sự tập trung để làm những cái công việc khác. Nên là thì mình đã search là làm sao để có thể vượt qua được cái áp lực cuộc sống. Thì nó cũng ra cái trang web này. Thì nó nói cái gì? Cái điều đầu tiên á là kết nối với những người khác. Điều thứ hai là thư giãn suy nghĩ của bạn. Điều thứ ba là hãy tập thể dục. Tóm cái quần lại á, thì hôm nay mình muốn làm hai điều, đó là kết nối với những người xung quanh, những bạn bè cũ, với lại là giúp đỡ họ. Tại vì cái sự giúp đỡ của mình á, nó đem lại cho mình cái mục đích sống á, ý nghĩa sống nhiều hơn á. Những người bạn cũ của mình ở trong một sở thú. Hồi trước thì mình có làm việc với lại là sống ở trong sở thú, nên là bạn bè mình cũ ở đó cũng rất là nhiều. Hôm nay mình muốn kết nối lại với những bạn bè ấy, tại vì nó giúp mình giữ lại cái mối liên hệ của quá khứ của mình với lại mình hiện tại, nó bền chặt hơn. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng, nên là tụi mình rất là ít khi gặp nhau. Giờ mình sẽ đi tắm với lại là chuẩn bị áo quần các kiểu đồ, mình sẽ gặp lại các bạn sau. Bye. Mình đã tới ở đây rồi, nhưng mà nhiều người quá, tại không biết sao nữa chuyện không. Hôm nay cả đống người tới thăm nhà bạn mình đó, nên mình không nói to được, các bạn thông cảm nha. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy nhà bạn mình sao? Dễ thương không? Ý là cây cối rất là nhiều luôn nha, nhìn rất là mướt mắt. Đây là lần đầu tiên mình quay ở ngoài trời với lại là khu công cộng á, nên là nhiều người hơi nhìn. Tại vì mình cũng nổi tiếng lâu rồi á, nên là mấy cái cảm giác mà người ta nhìn mình á, mình không có sợ, mình không có ngại đâu. Mình nói chuyện vẫn bình thường tự nhiên thôi, tại vì mình cũng không có care lắm á. Run. Con quỷ này. Nó tới nữa rồi kìa, cái gì vậy? Cái con chim này. Nhà bạn mình nó cũng xa nên là nãy giờ mình đi cũng một khoảng đường dài đó. Giờ mình phải nghĩ một chút đã rồi mình mới gặp bạn bè được, chứ không là không thể gặp được. Tại vì lâu ngày gặp mà để cái mặt nó ngu quá thì không có được. Ủa thành phố chứ có phải là quê đâu mà còn mũi trời. Cái gì mà quê mùa hết sức á. Nghỉ ngơi đủ rồi đó. Thì giờ mình sẽ cho các bạn coi thử bạn mình như thế nào. Những người bạn rất là đặc biệt trong cuộc đời mình. Ok, mình sẽ đi thôi. Cái gì mà đàn bà con gái mà nằm lõa thế gì trời, đâu cái gì đó đỏ vậy. Đây là gia đình Kevin với Hân đó, hai đứa 2k2 cưới nhau để hai đứa con khấu khỉnh chưa đó, lâu lâu bắt ký cho nhau rồi hạnh phúc chưa rồi ăn luôn. Còn cái này là bạn Tiến, tội lắm mấy bạn ơi, ăn rồi mà cứ cười hề hề cả ngày vậy đó, nhưng mà mấy năm rồi trôi qua rồi mà vẫn y vậy, không có chữa được đó, cứ tự lấy cái dây xong cột cổ mình vậy đó. Còn cái này là anh Bi Chiến, ảnh hơn mình 20 tuổi đó, nhưng mà nhìn ảnh phong độ chưa? Trời ơi, rất là trẻ trung nha, không có một nếp nhăn nào luôn. Còn cái này là bé Lisa làm nghiệp mẫu, hẹn chân dài lắm, nhìn cái chân kìa dễ sợ chưa? Nhưng mà bị cái là cái đầu hơi trọc. Còn cái này là chị bé Quỳnh, không biết làm cái gì mà tối nào cũng đi tới sáng mới về, mà về lúc nào cũng rủ rượi hết. Chết như chiếc hôm thế thôi. Ý là người yêu cũ mình đó, nhưng mà cái tóc sao nó
mình đã cố gắng, mình đến thứ tư rồi, để cho không có ai tới nhà nó rồi. Rồi cuối cùng nhà tụi nó vẫn đông, không hiểu vì sao nữa. Không có nghĩ là nóng vậy luôn á trời. Mà còn đi lộn đôi giày ngu ngu này chứ. Mình không có mang giày thể thao, mình mang cái giày mà cổ ca, giày vải đó. Mà cái giày đó đi bộ một lúc á là nó đau cái chân mà nó giống như là... Thì cũng gặp bạn bè xong rồi đó. Giờ mình sẽ tới cái bước tiếp theo, đó là tập trung vào bản thân mình. Mình sẽ đi lang thang rồi làm cái gì đó một mình, tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng những thứ nhỏ nhất đang xảy ra xung quanh mình nhưng mà bình thường mình không có để ý. Ví dụ như là chiếc rá đang rơi, con cá đang bơi, những anh đẹp trai đi ngang qua đời mình, à không, đi ngang qua đường. Nhìn mấy cái thứ nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó quan trọng lắm nha. Khi mà các bạn cố ý quan sát những cái thứ diễn ra xung quanh các bạn á, thì các bạn sẽ thấy là cuộc đời mình nó còn rất là đẹp. Kiểu giống như là các bạn sẽ có một cái nhìn khác, nhìn nó khách quan hơn và cái vấn đề các bạn đang trải qua. Dạo gần đây á, mình cảm thấy là YouTube đó là một cái gì đó nó cứu rỗi bản thân mình á. Cảm thấy giống như là nó là cái thứ mà nó phù hợp với mình nhất để mình làm việc và mình kiếm ra tiền. Nên là mình muốn tập trung vào YouTube hơn, với lại là cố gắng phát triển nó, làm cho nó bật kiếm tiền được. Nên là các bạn hãy giúp mình. Đâu? Ê, từ từ. Các bạn biết là làm YouTube á là các bạn phải cần một thời gian dài chứ nó không có đem lại cái kết quả liền được. Mình là kiểu người kiểu giống như là ví dụ như làm cái gì mà nó không có kết quả liền á là dễ bị nản á, là mình sẽ nhảy qua mấy cái khác mình làm. Nhưng mà như vậy không có được và mình lại nhảy qua làm mấy công việc khác rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy quanh đi quanh lại thì mình phải quay lại với YouTube thôi. Mình thấy YouTube nó giống như là một cái hồ cá cho mình bơi vậy đó, mình là một con cá. Và bạn bè mình cũng vậy, tụi nó cũng không biết là tụi nó phù hợp với cái gì nhất hiện tại. Nếu mà các bạn có cái áp lực này, các bạn không cần phải cảm thấy cô đơn đâu. Với lại là không cần phải cảm thấy là bản thân mình đang bị thụt lùi hoặc là đang bị chậm hơn so với người khác á. Mình thấy rất là bình thường á. Thì cứ từ từ thôi, nhưng mà các bạn phải chọn đúng. Khi mà các bạn chọn đúng á, thì các bạn tập trung hết năng lượng với lại là thời gian vào nó, thì các bạn sẽ master nó nhanh hơn. Đừng có chọn nhanh rồi xong chọn sai, thì các bạn sẽ uổng thời gian thôi. Đừng nói nữa. Giờ mình sẽ đi nghỉ đã, tại vì hồi nãy mình cũng đi nhiều rồi đó. Rửa lại cái bản thân của mình để cho nó sạch hơn, rồi chiều mình sẽ quay lại với các bạn sau. Cái da mình đang uống thuốc á nên là nhìn nó khô, nó nhìn như sa mạc vậy. Ủa chuyện sa mạc trời, hai cái môi chân bóp này, có mấy cái da chết lên nữa. No. Cuối cùng qua đã xong một ngày của mình rồi đó. Ngày hôm nay đúng là điên khùng luôn á trời, đi quá trời đi luôn á. Lâu ngày mình không có đi bộ nhiều, tại vì mấy cái video trước á mình cứ ở trong nhà không á, mình sợ các bạn chán nên là mình mới ra ngoài mình quay ngày hôm nay. Nên là mình mong là các bạn thích cái video này, mặc dù mình không có nhiều sub với lại lượt xem như người ta, nhưng mà mình rất là trân trọng những bạn đã xem video của mình và thích nó, tại vì là nó ý nghĩa của mình rất là nhiều. Mỗi lần mà mình lên được một subscriber là kiểu giống như là mình vui cả ngày luôn á. Bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.